Yo, hello mọi người. Sau cái clip ăn đám cưới ở Lạng Sơn thì mình vẫn còn một cái vlog nho nhỏ nữa, đó chính là toàn bộ cái quá trình di chuyển cũng như là cái quá trình mà mình vui chơi thăm thú ở Lạng Sơn, Đắk Lắk, Hà Nội. Với cái đó thì ngắn thôi mọi người, không có nhiều, chứ chủ yếu là Lạng Sơn thôi. Gọi là đi food tour Lạng Sơn, mini food tour, bé xíu à. Mọi người xem thử nhé, là có những cái gì. Thì bây giờ mình đang ở nhà mình nhé, ở Đắk Lắk. Thì bây giờ là sẽ ba người, mẹ mình, mình và cameraman sẽ đi ra ngoài Lạng Sơn. Trước tiên là hạ cánh Hà Nội đã. Ngày 27 mình sẽ có một cái lịch quay ở Hà Nội. Nhưng mà lúc đấy mình lên Hà Nội mình quay xong mình lại quàng về Lạng Sơn. Thì bây giờ là nghe bảo là ngoài Lạng Sơn với Hà Nội là đang rét lắm, nhưng mà thực sự thì mình nghĩ là chắc cũng không rét bao nhiêu đâu. Làm sao có thể phải đứng trong giờ vàng với cái thời tiết này đây trời. Và hy vọng một cái là mình về nhà bác mình, nhà bác mình sẽ có vòi xịt đít. Ôi trời ơi. Với xịt quen rồi mọi người ạ, giờ mà xài giấy chắc là hơi căng. Và dĩ nhiên là ra đấy thì phải khám phá ẩm thực ngoài đấy nhỉ. Mình là Nguyên Hí, dân tộc Tày mất gốc. Rồi, đi thôi. Bây giờ là tôi đang ở sân bay Buôn Ma Thuột. Sắp đi rồi mọi người ạ. Chuyến sẽ bắt đầu khoảng tầm 9:40, bây giờ là từ 9 giờ kém rồi. Và cái sân bay Buôn Ma Thuột này thì mình thấy nó cũng kiểu giống như cái sân bay Gia Lai hôm bữa mình đi thôi, không to hơn bao nhiêu. Nó bé vậy. Đây là mẹ mình. Ở hiện tại thì chưa biết là ở ngoài kia lạnh như thế nào, nhưng mà nói chung là ở đây Buôn Ma Thuột bình thường nha. Tôi không cảm thấy là sẽ sợ hãi bởi cái lạnh ngoài kia rồi. Thêm một cái nữa mọi người, nhà vệ sinh sân bay không có vòi xịt đít. Bây giờ là tôi đang có mặt ở Hà Nội nhé. Thực sự là bị hù, quá trời hù. Thời tiết bây giờ đang khoảng tầm 15 độ và thấy cũng bình thường. Chắc do ở nhà bật điều hòa cũng nhiều. Nhà thấy cũng đâu xi nhê đâu. Một chiếc áo và một chiếc áo khoác, vậy thôi. Bây giờ là mình lên tầng 2 để có xe người quen tới đón. Và chúng ta tiếp tục di chuyển tới Lạng Sơn. Con ấy làm một quả lừa một không ạ. Vừa mới xuống Hà Nội xong, đặt Grab đi giao bộ hồ sơ. Tôi chưa kịp nghe ông anh của tôi khuyên nhủ là giao hồ sơ xong rồi hãng chuyển tiền. Mình cũng thật thà chuyển hết luôn. Đó là anh ở đâu là tí gọi lại để mà thiếu hồ sơ gọi lại để kêu ông nhét thêm cái nữa. Không tính cái máy nữa. Vậy là máy đứt 120. Niềm tin con người. Nói chung là cũng sau cái đợt này thì cũng rút kinh nghiệm nhé anh em. Giao cái gì thì nhớ là đừng chuyển tiền trước, tôi chừa rồi. Rồi bây giờ tôi đang trên đường đi ra gọi là quê ngoại của tôi nhé, Lạng Sơn. Bây giờ tôi đang phải đi in lại mọi người ạ. In cho em cái bộ hợp đồng. Bây giờ là phải kịp giờ để gửi cái hồ sơ của tôi đi. Nghĩa là mọi người ghé vào. Mọi người ghé vào để mà ăn cơm cái. Ăn gì cũng được đại. Đang ở Bắc Giang mọi người ạ. Nói chung là cái kiến trúc ở đây nhá, mình thấy là nó sẽ khác một tẹo so với lại ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là miền Nam ấy. Không biết tả làm sao nhưng mà cảm giác rất là, đa phần mình thấy là những cái căn nhà tầng, có vẻ như là miền Bắc thì người ta chuộng xây nhà cao tầng hơn. Đây đang 17 độ Bắc Giang. Không biết là ở Bắc Giang thì sẽ có cái đặc sản gì nữa, nhưng mà mình đang ở ngã tư Kế thì nghe bảo là ở Kế đây đặc sản sẽ là bánh đa. Nhưng mà mình sẽ đi tạt qua một cái để về lại Hữu Lũng, chỗ quê ngoại mình luôn. Thì chắc là có thể là mình chưa thưởng thức được bánh đa ở Kế đâu. Thì bây giờ là mình đang có mặt ở Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn mọi người ạ. Được quê ngoại của mình, hồi 5 tuổi mình có về đây rồi. Đến bây giờ là 25, 26 tuổi rồi, khoảng tầm 20 năm. Nói chung là cảm giác rất là lạ. Trước tiên là mấy cái quả núi. Mọi người nhìn coi, nó kiểu nó siêu hùng vĩ luôn. Nó thẳng đứng như một cái vách tường vậy. Trời ơi là trời. Rồi nhà các kiểu thì cứ xây các kiểu ngay dưới chân núi luôn. Mình không biết là núi này là núi đá vôi thì phải. Mà anh của mình bảo là có thể leo được trên đỉnh. Mà thực sự là với cái độ dốc này thì mình không biết là leo lên kiểu gì. Một cái tưởng tượng và xem đấy. Ở bên kia người ta đang khai thác một cái gì kìa. Từng vách. Cảm giác sống giống như là đang ở trong phim tiên hiệp mọi người. Mình sống ở dưới còn cao nhân là sống ở trên. Bay mới không cưỡi kiếm. Nói chung là ở đây thì chủ yếu là dân tộc Tày Nùng. Thêm một cái nữa là cái trục đường mà mình đi đây là trục đường quốc lộ 1A. Nếu như mà mình đi quốc lộ 1A đi thẳng hoài nó sẽ ra tới đây. Ôi, lãi trưởng thật. Đó là tại vì nó quốc lộ 1A này là nó hơi đông, hơi nhiều xe. Đấy, về cái không khí thì nó cũng kiểu xe lạnh thôi nha. Không quá là lạnh. Bây giờ đang là 3:30 chiều rồi. Một lớp chiếc áo và một chiếc áo khoác. Vậy là được, không quá lạnh. Ui, ở kia có cái hang à? Ở kia có cái hang kìa. Kìa, cái hang rồi mọi người. Đấy. Nhưng có cái lỗ ở trong giữa quả núi. Rồi cái quả núi kia nó bị méo méo, có khi nào nó sập đổ không ta? Bị
có cái cảm giác nhà cửa ở đây là nó vừa thành phố mà nó vừa quê. Đặc trưng ở đây thì mình thấy đa phần là mọi người đều xây nhà 2 lầu, ít nhà xây 1 tầng lắm mọi người. Nếu như mà có điều kiện để mà xây lại thì mọi người thường là xây nhà 2 tầng hết. Đây, mọi người nhìn thấy kiến trúc không? Có một số cái thì nó sẽ giống nhà như một khu vực mình ở là nhà Mai Thái. Nhưng mà đa phần là mình thấy là kiểu xây nhà ống xong rồi lên tầng 2. Thế là nhìn nó cũng kiểu, cái kiến trúc nó kiểu giống như domino ấy. Nhưng mấy con domino nhìn cũng khá là hay. Mình nghĩ là nếu như mà ở trên đây mà ăn Tết trên này rất là vui. Nó sẽ lạnh, nó sẽ lạnh và mưa phùn. Mình thì mình chưa ăn Tết trên này bao giờ. Đợt này thì xuống đây là ăn, đợt này xuống đây thì là ăn đám cưới của anh họ. Thì riêng cái đám cưới của anh họ sẽ có rất là nhiều thứ để quay cho mọi người rồi. Nhưng mà cái đó mình sẽ làm một cái tập riêng. Nhưng mà mình vẫn thắc mắc là trong cái hang có cái gì ta. Hello maker. Đoạn này thì mình thấy mình đi thẳng xuống đi bộ mà thẳng xuống dưới nữa thì cũng không có gì lắm. Nhưng mà thôi cứ đi thử xuống cái xem thử là hàng quán đấy như thế nào. Thôi thế thì chịu rồi. Mọi người đi dạo cùng mình nhé. Gọi là cái gì nhỉ? Walk and chill ở Walk and chill ở Thu Lung Lang Son. Có nên đi vào đây không? Tôi thấy có một cái đường đi vô cái sát chân núi mọi người ạ. Tôi nghĩ là nên. Tôi nghĩ là nên. Đi vào ngó xem thử. Xem luôn à? Có xem luôn à? Ừ, cháy thế, đúng rồi. Ui, cháy thế. Không ngờ ra đây có người biết. Cảm ơn hai đứa nhá. Đúng lúc tôi không nghĩ là tôi ra tận đây mà cũng có view viewer của mình. Chứng tỏ là độ phủ của mình cũng cháy ấy chứ. Cảm giác rất là hùng vĩ mọi người. Thực sự là cứ thắc mình luôn thắc mắc là liệu nó có sập không? Bình thường là chúng ta sẽ há hốc mồm với những cái kiến trúc và công trình ở thành phố lớn đúng không? Nhưng mà khi mà tới đây thì chúng ta sẽ há hốc mồm với những cái quả đồi, quả núi thẳng đứng như thế này. Đúng, đúng. Và chúng ta chỉ cảm thấy là mấy cái tòa nhà to như Landmark 81 hay là Biteco cũng bé thôi. Ừ, cũng không đến nỗi là gọi là cao to lắm. Cũng thường thôi. Wow. Nguyên Hí đa nghề 6. Một ngày đi làm đá. Quá tuyệt vời. Mình đúng là người con của núi rừng mà. Mình nhìn thấy rừng núi với một xe tai đứng khác biệt như này mình cảm thấy rất là hào hứng. À, ở trên kia là vườn na mọi người ạ. Wow. Kia vườn na kia. Đấy. À, tưởng là không trồng được mà trồng không tưởng trên đấy. Bây giờ mình nhìn kỹ lại nha. Bây giờ mình mới tới gần đây mình mới nhìn kỹ lại. Tất cả những cái chỗ kia đều là trồng na, trồng cây hết kìa. Không phải là cây tự nhiên nó mọc. Có hàng có lối nhìn nó đều đều luôn kìa. À, còn cái chỗ này thì khỏi nói rồi, chắc chắn là nhân tạo rồi. Không biết ông nào vạt được cả một cái sườn núi, quả núi xuống này nhá. Đấy, mọi người nhìn này mọi người mới thấy là nó cao cỡ nào. Chiều quá. Chiều quá giờ chiều. Dạo quanh mấy hòn núi đá này đủ rồi mọi người. Bây giờ tôi về nhà bác tôi. Kiếm cái gì ăn uống tắm rửa xem thử có gì hay ho không tôi lại quay cho mọi người xem tiếp nhé. Okay. Bây giờ thì đi về đã. Nhiệt độ bây giờ là khoảng tầm 12 tới 11 độ. Vừa nãy là tôi đóng quả quần đùi nhưng mà không thể chịu nổi cái lạnh tê tái ở đây nữa thế nên là quất thêm một cái áo. Trong đây là một cái quần sọc mặc lồng thêm cái bên ngoài thì bắt đầu thấy nó ấm hơn một tí rồi. Tối ngày hôm nay thì ăn đơn giản thôi. Đây một con gà có cái heo quay Lạng Sơn kìa. Với lại thịt xào. Kia là miến đúng không mẹ? Miến. Miến. Thích ăn miến nha, thích ăn miến. Miến canh gà. Và dĩ nhiên là không thể thiếu một chút không thể thiếu một chút này rồi. Chỉ có rượu mới làm trái tim của mình nó ấm lên thôi. Rồi sơ sơ là vậy. Bây giờ là mình off một lúc để mình ăn uống cái ha. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Gần 7 giờ sáng. Mình sẽ phải đi quay bánh cuốn. Cũng lạnh đấy. Ba lớp. Làm sao có thể phải đánh giặc rửa bẩn với cái thời tiết này đây trời. Yo, bây giờ chúng ta đi ăn sáng. Thời tiết bây giờ chắc khoảng tầm 8-9 độ thôi. À, đây là bánh cuốn nước vừa. Trời lạnh lạnh mà đứng gần với cái này nó được cái ấm. Nói chung là thời tiết thì khá là lạnh nhưng mà không thể nào cản được cái mồm của tôi đi ăn. Thảo ăn. Nói chung là cũng êm bụng rồi. Nhưng mà ngon quá, làm thêm tô nữa nhé.
làm thêm một tô nữa nhé mọi người. Ăn thế này nó mới đã, lâu lâu mới lên ăn cho ngán rồi thì thôi. Vậy là 8 phần ăn của mình chỉ hết 100.000 thôi nhé mọi người. Rất là rẻ luôn, trong đấy mình ăn 2 phần. Mình nhớ không nhầm là hồi trước mình ăn ở trên Hà Nội thì đâu đấy là một tô khoảng tầm 30 hay 40 gì đấy thì phải. Mà nó cũng chỉ như thế này thôi. Ngon, nói chung rất là ngon. Ở đây là chợ thị trấn Hữu Lũng mọi người. Chợ cho mệt. Giống như cái chợ quê bình thường, nhưng được cái là mình phóng xe vào được. Áo thun màu đỏ trơn, không họa tiết. Cộc tay được. Cộc tay được. Ở đây có mấy cái củ hành mình thấy nó lạ lạ mà. Hành củ nó to. Ăn này chắc là thơm lắm đây. Nói chung là với cái chợ này thì thấy nó cũng hơi lạ một tẹo so với lại những cái chợ mà mình thường đi. Một tẹo thôi. Có thể là cái chỗ khu vực mình đang ở cũng có những cái chợ trong y chang này, là xe máy chạy ton 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 vào chợ được luôn. Trông vui phết. Bây giờ là tôi đã đi chợ xong. Bây giờ tôi sẽ đi về nhá. Còn cái chợ bản nó mới là đặc thù ở đây cơ. Đây là mình đi chợ dân sinh rồi. Nhưng mà không sao, mình cũng xem thử được cái nếp sống như mọi người đang ở khu vực Lạng Sơn như thế nào. Và bây giờ đi về đã. Đây là một buổi sáng ngày thứ hai, gần tới đám cưới rồi mọi người ạ, nhưng mà vẫn chưa tới. Ngày hôm nay mình tính được giao nhiệm vụ là nấu cơm, nhưng mà mình đánh một ván liên quân, hai ván. Tới muộn quá, đến lúc xuống thì anh của mình xuống nấu mất rồi. Hôm nay là lại ngồi ăn thôi. Thời tiết vẫn khá là lạnh nhé mọi người. Ở đâu đấy thì chắc bây giờ khoảng tầm 9-10 độ. Lạnh quéo. Đây có cái nem nướng này. Nó thực chất là nem chua, có hai kiểu ăn. Một thì cách là mọi người đơn giản là gỡ ra và ăn sống luôn cũng được, cuốn với lại lá sung và lá đinh lăng các kiểu để ăn. Còn có một cách thứ hai đó chính là cho vào đây và nướng nó lên. À, ai mà bụng yếu thì ăn kiểu này nó sẽ đỡ hơn. Okay. Bác mình thì trồng khá là nhiều na, nên mấy cái sọt na này. À, để mấy hôm nữa thì mình sẽ cố gắng mình đi lên trên cái phần na, mình cho mọi người xem cái hệ thống rằng rặc các kiểu leo lên cái đồi na cho thế nào ha. Ở quanh đây thì núi đá các kiểu thôi. À đúng rồi, có một cái là mình thấy chó ở khu vực này rất hiền. Tới nhà ai cũng chả thấy nó sủa mọi người. Có thể là do lạnh quá nó cũng chả buồn mở mồm. Ngày hôm nay thì mình nghĩ chắc là nó sẽ trôi qua êm đềm và nhẹ nhàng vậy thôi. Tối nào cũng mấy bác cháu với lại anh em trong nhà thì cũng làm đóng vài ly rượu sâm cho ấm người rồi đi ngủ. Thêm một cái nữa thì ở đây là mình thấy ngủ sớm cực kỳ. Mình ở đây có 2 hôm rồi mà gần như là reset được giấc ngủ à. Bình thường ở trên kia là 3 giờ sáng, 2 giờ sáng mình mới ngủ, ngủ một phát tới 12 giờ trưa. Nhưng mà ở đây thì 8 giờ xong là 9 giờ là lên giường nằm ngoắc cần câu, ngủ tới 6 giờ dậy đi ăn sáng, tuyệt vời. Còn về những cái đặc sản ở đây thì tôi đi dạo, tôi ăn lòng vài hôm rồi tôi lại quay lắt nhắt ở trong cái vlog này ha. Còn riêng về cái đám cưới thì tôi sẽ một cái vlog riêng cho mọi người. Rồi bây giờ thì đang là khoảng tầm 4 giờ chiều, nhiệt độ khoảng tầm 15 độ nhé, nhưng mà tôi có cảm giác là nó lạnh hơn, lạnh ngang buổi sáng luôn. Lỡ trên đây rồi thì chắc là tôi sẽ có một cái lịch tôi lên Mẫu Sơn. Mẫu Sơn có độ ẩm nha. Mới lên được có 2 ngày thôi tôi đã bị viêm amidan rồi. Rất tuyệt vời. Rồi thì bây giờ chắc là mình sẽ đi vòng quanh một vòng để xem cái khu vực này núi nó như thế nào ha. Tất nhiên là mình chỉ đi ở ven cái đường quốc lộ 1A thôi, xem thử là nó đẹp như thế nào. Rồi, outfit của mình rất nhẹ nhàng, một chiếc Varsity. Trong đây một chiếc hoodie. Một chiếc áo thun và đang rất là thấy lạnh mọi người. Quần ở đây thì mọi người nhìn như thế này là một chiếc quần ống rộng thôi, nhưng ở phía trong đây là một chiếc quần nữa. Mình mặc 3 quần tính cả quần trong. 3 áo 3 quần, lạnh quá không. Ôi có vẻ như là được ngày đẹp trời mọi người ạ. Đám cưới rất đông chứ, anh mình đám cưới ở ngoài đây mình cũng thấy có một cái đám cưới luôn. Về cái thời tiết lạnh như nào chắc mọi người thấy rồi, tất cả mọi người ở đây đi rồi là trừ những em nhỏ tuổi trẻ chưa trải sự đời ra mặc áo hơi phong phanh một tẹo, thì những cái người mà lớn tuổi thanh niên như mình đều một phủ một lớp áo khoác dày cộm. Ngày xưa mình còn nhỏ nhỏ như các bạn trẻ này thì mình cũng thế thôi, những người mặc áo khoác hoặc là mặc rất là phong phanh, chả hiểu tại sao không thấy lạnh. Bây giờ lớn rồi thì thấy cái sự buốt giá của lòng người rồi. Cảm giác cái con đường này nó cứ kiểu nó men theo cái dãy núi ấy. Ở phía bên này thì rất là nhiều núi nhá, nhưng mà bên này nó lại không có những cái núi đá như vậy. Cái bên này nó chỉ là cái núi cao vừa vừa thôi. Đây, đấy, chỉ là núi cao vừa vừa thôi. Nhưng mà ở phía trong đây ấy, toàn là núi đá. Thực sự là những cái núi đá như thế này thì mình rất là ấn tượng.
nó khác hẳn so với những cái núi mà gọi là núi già đi, núi già ở chỗ khu Tây Nguyên mình, nó là kiểu núi tròn tròn, nó lùn lùn thôi. Còn cái này là cái độ dốc của nó là dốc thẳng đứng luôn. Cảm giác mà lên tới đỉnh núi mà lỡ sơ sẩy một cái gì đấy mà rớt một phát thôi là đi về với đất mẹ luôn mọi người. Lần gần nhất mình ra ngoài đây là 5 tuổi, thế nên là tính tới bây giờ là hơn 20 năm rồi thì cũng coi như là không tính đi, tại vì cũng chả nhớ gì được mấy nữa. Thật sự là rất là hùng vĩ. Những cái mọi người nhìn là tưởng chừng là không trồng như ở phía kia, nhưng mà thực ra là trồng hết na đó mọi người, trồng na quá trời na, na và táo. Much 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 later. Rồi mọi người xem cái tay của mình này. Wow. Thì mình đang dừng ở bên ven đường. Thì ở đây vẫn có một số căn nhà giữ được cái kiến trúc cũ ngày xưa ấy, kiểu như này này, thì rất là chill. Nhưng mà đa phần thì mọi người ở khu vực này thì mọi người đã đều xây nhà gọi là hiện đại hết rồi. Thì ở ngoài Bắc thì mình thấy mọi người rất là chú trọng về cái vấn đề gọi là nhà cửa. Nên là ở trong đây thì lâu lâu mọi người, không phải lâu lâu đâu, khá là thường xuyên mọi người sẽ gặp những cái căn gọi là như biệt thự vậy, rất là cháy. Nhưng mà đâu đấy thì chúng ta sẽ vẫn có một số cái căn nhà nó kiểu nó bé bé xinh xinh như vậy. Hoặc chỉ đơn giản là những căn nhà bé bé xinh xinh ấy, người ta bây giờ đã trưng dụng lại làm nhà kho để đựng nông sản chẳng hạn. Tí nữa mình sẽ chỉ cho mọi người một số cái người ta đựng nông sản như là kéo na nhé, khá là hay. Có một cái cảm giác rất là treo leo khi mà đứng ở đây nói. Luôn luôn có cảm giác là cái hòn đá hay là một cái cục gì đấy ở trên cái đỉnh con núi này nó sẽ rớt xuống đầu mình. Chủ yếu ở đây là na nhé mọi người, như mọi người nhìn thấy dưới này cũng trồng na. Mặc dù là cái núi rất là cao nhưng mà mọi người vẫn trồng ở trên đấy, kể cả ở trên kia kìa. Đấy, mọi người thấy có cái dây tời lên không? Tời đấy là tời cho na vào cái gùi xong bắt đầu là treo lên, bắt đầu kéo tời xuống đây, khu vực này. Đây. Đó đấy. Vì những cái tời này thì mọi người nhìn thấy nó thực ra là làm từ những cái bánh xe máy thôi, được gia cố thêm này. Rồi, mọi người thấy cái vách trắng hếu kia không? Đấy, trắng như vậy có nghĩa là nó thẳng đến nỗi nó không có một cọng cây gì nó mọc được luôn, như cái vách đá rất là cúc. Chiều, đây là Nguyên Hí đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến thành phố Lạng Sơn để xem ở trên đấy có cái món gì hay ho nhá. Đã đến lúc rồi, đi thôi. Ở đây là ải Chi Lăng Lạng Sơn mọi người ạ. Ui, nhìn hai bên đúng kiểu núi đá thôi. Nhìn đúng kiểu núi đá thôi, bảo sao ngày xưa các cụ thủ đây ok là đúng rồi. Đây này, đây này, đấy. Na Chi Lăng à, lũy ải, các cụ ngày xưa ngầu đét, đấy. Đấy kìa, núi mắt quy. Ơ, núi mặt quỷ hả? Quỷ vậy. Ở đây là ải Chi Lăng mọi người ạ. Ui, nhìn núi đá đẹp chưa? Ở kia là cái núi mặt quỷ mọi người ạ. Không biết mọi người có nhìn thấy không nữa. Có cái đường vào đây mà để xe dưới sợ mất xe quá à. Nhắm vào. Cái đường này nó sẽ dẫn tu lút vào trong cái lô đấy. Tôi nghĩ là nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà giờ thì không có ai gọi là cuốc sới cái chỗ này cả. Thế nên là yeah, toàn cỏ. Hy vọng là Tết sẽ có người đào sới nó lên, dọn dẹp nó đi. Ở trong thành phố Lạng Sơn rồi mọi người ạ. Hiện tại thì chưa thích sầm uất lắm nhá, nhưng mà nhiều nhà to. Mình không biết là đoạn mình đang đi đây có phải là trung tâm thành phố chưa nữa, nhưng mà mình thấy hơi vắng. Cảm giác gọi là cái nhịp độ sống của mọi người nó cũng bình thường, nó không nhộn nhịp mấy. Ui, đó là cảm nhận lần đầu tiên khi mà mình lên tới đây nhá. Sở công thương, thường thì ở những cái thành phố mà có sở công thương hoặc là các sở vụ gì ở đây thì đây gần như là trung tâm rồi, gọi là cơ quan hành chính ấy. Đây này, bảo hiểm xã hội các kiểu ở đây này, thì mình nghĩ đây là chắc là trung tâm rồi. Nhẹ nhàng, trông cũng nhẹ nhàng tình cảm. Rồi thì mình đã tới cái quán gọi là gì đây? Việt Quay Hải Xồm. Nghe bảo quán này nổi tiếng ở trên mạng, ai cũng khen ngon. Vô ăn thử cái nhá. Rồi, ở đây thì đây sẽ là cái tô phở gì nhỉ? Phở vịt quay à?
À, một tô thì rất là to và nhiều nhé. Chắc mình nghĩ là mình ăn cũng không hết đâu. Phải để bụng để đi ăn thêm mấy món ở chỗ khác nữa chứ. Hợp lý. Đúng cái tô 35k như thế này thì quá tuyệt vời. Rồi, về cái món thứ hai thì vừa nãy đi ăn phở bịt rồi thì bây giờ chúng tôi đi ăn áp chao ha. Cổ bịt, cánh bịt. Ở đây thì sẽ là hai cái phần của tôi ăn nhá. Có một cái phần thịt bịt chiên và phần bánh áp chao. Trong đây thì thấy có nhân này. Nhân thịt này. Đóng rơi mẹ miếng thịt rồi. Với cái món áp chao này thì thường quán nó sẽ bán chung với lại đầu cổ cánh gan chân các kiểu nha. Mọi người vô là mọi người có thể kêu thêm những cái riêng, okay. Ăn thêm cổ, ăn thêm cánh, ăn thêm thịt gan mề gì đó nếu như mà quán còn. Cái món bánh này ăn với lại vịt, vịt chiên ngon. Vì ngày hôm nay mình xuống đây hơi gấp nên chắc có lẽ là mình có thể mình chỉ đi ăn được hai món thôi. Còn bây giờ là phải chạy về một cái, ngày mai ngày mốt lại có việc gấp nữa rồi. Nên là hẹn mọi người, một cái food tour Lạng Sơn nó chuẩn chỉ hơn khi mà mình lên lại đây lần hai nhá. Còn nay thì hơi vội mọi người, chắc có lẽ phải rút thôi. Mà ngon nhá, mình ăn có hai món ở trên này thôi thấy ngon rồi. À thêm một cái nữa là vịt quay, bánh heo quay ở trên này thì mình cũng có ăn rồi. Ngon vãi chứ. Bây giờ là 6 giờ ha, thì mình lại tiếp tục hành trình từ Lạng Sơn quay về Hà Nội. Mình sẽ ở Hà Nội khoảng tầm 2 ngày. Sau đó chúng ta sẽ đi về nhá. Nói chung là 6 giờ rồi nhưng mà ở đây nhìn nó vẫn tối thui mọi người. Mình đang ở quảng trường Ba Đình nhá mọi người. Thời tiết ngày hôm nay thì sương mù. Lăng Bác kìa. Từ ngày xưa là mình đã muốn thử một lần nhìn trực tiếp Lăng Bác xem thế nào rồi. Nhưng mà bây giờ mới có cơ hội. Mình chỉ được thấy qua tranh ảnh sách vở thôi. Yo, và đây là toàn bộ cái vlog của mình. Cái kết nó hơi bị cụt ngủn một chút. Đơn giản là tại vì kiểu quay ngẫu hứng ấy mọi người. Thành ra là nó cũng không có chuyên nghiệp được. Thì thường với cái vlog của mình thì chắc mọi người cũng xem nhiều rồi. Để nó cái kiểu gọi là nó ngẫu hứng như thế. Nó không có kịch bản, kịch biết gì cả. Nhưng mà như vậy thì nó view hơn. Đấy, nó hài hơn. Hy vọng là cái vlog Vochi này của mình giúp các bạn đỡ chán hơn một tí. Rồi, thì chắc là clip dừng ở đây thôi mọi người ạ. Hẹn mọi người vào clip tiếp theo.